Huấn luyện viên giúp Ả Rập Xê Út quật ngã Argentina từng thất bại ở V-League. Huấn luyện viên Hervé Renard của đội tuyển Ả Rập Xê Út từng có thời gian gắn bó trên cương vị thuyền trưởng câu lạc bộ Nam Định ở V-League 2004. Tối ngày 22 tháng 11, huấn luyện viên Hervé Renard giúp đội tuyển Ả Rập Xê Út tạo nên cơn địa chấn ở World Cup 2022. Khi ngược dòng đánh bại ứng cử viên vô địch Argentina của Lionel Messi với tỷ số 2-1. Ông Hervé Renard và dàn cầu thủ Ả Rập Xê Út không xa lạ gì với các cổ động viên Việt Nam khi đội bóng này từng thắng. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cả hai lượt trận vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Lượt đi chúng ta thua 1-3 trên sân khách vào tháng 9 năm 2021, còn lượt về đội tuyển Việt Nam thua 0-1 ở Mỹ Đình cách đây tròn một năm. Huấn luyện viên Renard cũng từng có thời gian làm việc ở V-League và gặp thất bại. Đó là năm 2004, nhà cầm quân người Pháp khi đó mới 36 tuổi. Gây chú ý khi sang Việt Nam dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định và trải qua hành trình không suôn sẻ. Với một tư duy trọng các tài năng trẻ và đề cao sự chuyên nghiệp, ông gây bất ngờ khi gạt đội trưởng Văn Sĩ và đội phó Trung Kiên khỏi đội hình. Sau đó, hàng loạt bất đồng xảy ra giữa ông và lãnh đạo đội bóng Thành Nam, dẫn tới việc huấn luyện viên người Pháp phải chia tay Nam Định chỉ sau hơn 3 tháng gắn bó. Trong sự nghiệp của mình sau đó, huấn luyện viên Renard Trang châu Phi lập nghiệp và giúp tuyển Zambia vô địch CAN 2012. 3 năm sau, ông lại đưa tuyển bờ biển Nga vô địch giải đấu này để đi vào lịch sử với tư cách huấn luyện viên đầu tiên đăng quang CAN với hai đội tuyển khác nhau. Sau kỳ tích trên, ông đến với tuyển Maroc và hưởng mức lương cao nhất bóng đá lục địa đen. Đáp lại, Hervé Renard giúp đội tuyển quốc gia này đoạt vé tới World Cup 2018, lần đầu tiên sau 20 năm. Đến với Ả Rập Xê Út vào năm 2019, huấn luyện viên Hervé Renard tiếp tục giúp đội tuyển quốc gia này giành vé dự World Cup 2022. Và ngay ở trận ra quân, ông cùng các học trò đã gây tiếng vang khi quật ngã ứng cử viên vô địch Argentina.